Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì tôi sẽ review cái con Hypermask của nhà Biotech USA và nhập khẩu bởi công ty Profit. Thì cái hãng này ấy, đến từ Hungary anh em nhé. Xin chào các bạn, tôi là Độ Fitness. Ở đây thì cái hãng này ấy, nó ghi là Biotech USA. Mọi người cứ nghĩ là cái hãng này đến từ nước Mỹ nhưng không phải. Cái USA nó ở đây nó chỉ gọi là cái tên mà gọi là mang tính chất Mỹ thôi, để cho nâng cao cái tầm thương hiệu hay là nâng cao cái tầm uy tín lên thôi. Đây thì nó sẽ ghi đây là Hungary. Nó có các tiêu chuẩn như là ISO 22000, ISO 9001, các loại tiêu chuẩn HALA, xong là GMP. Rất nhiều các tiêu chuẩn ở đây. Thì cái công ty Biotech USA này ấy, thì chủ yếu là sản xuất những cái loại whey mask, các loại acid amin hay là những cái loại thực phẩm bổ sung dành riêng cho thể dục thể thao, đặc biệt là thể hình. Thì cái hãng này thì có anh Phan Bảo Long thì cũng đã review và hình như là cũng là đại sứ hay là gì ở bên cái hãng này rồi ấy. Thì có cái ông đen tóc dài ấy, là ông Ulysses gì đấy, đã về Việt Nam và quay những cái đoạn clip quảng cáo này rồi. Thì cái sản phẩm này nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Profit. Thì cái hãng Profit này nhập khẩu những cái hàng công ty như là ISO Zero này, Hydro Way Zero này và một số sản phẩm khác nữa, và trong đó con Hypermask này. Hôm nay thì mình sẽ review con Hypermask này và so sánh với nó là con Megamask, thì xem cái loại nào đẳng cấp hơn và chất lượng hơn nhanh em nhé. Con Hypermask này thì là một trong những cái con mask rất là chất lượng, thì mình sẽ từ từ phân tích cho anh em. Thì cái bao bì thì cái bao bì của nó là bao bì màu tím và đóng trong hộp. Thì nó ngày trước thì nó là đóng trong một cái bịch, nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn chuyển sang hộp, và cái khối lượng đóng của nó là 4 cân. Thì có một cái loại là đóng theo cái size nhỏ hơn, nhưng mà mình không bán size nhỏ hơn. Thì cái hộp này mình đang có là 3 vị, bên mình đang có là 3 vị, là vị sô cô la, vị dâu và vị caramel. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang còn mỗi vị sô cô la thôi. Thì trước hết thì mình sẽ nói qua về cái hộp này nhé. Hiện tại nó là đang là 4 cân. Và đặc biệt cái con này nhé, trên bao bì này nó sẽ ghi nguồn chất xơ này, gluten free này, không bổ sung thêm đường, có thể không bổ sung thêm một tí đường nào luôn anh em ạ. Có nghĩa là cái chất lượng cái loại mask nó rất là tốt và cái lượng protein rất là cao, thì tí mình sẽ phân tích cho anh em. Thì một hộp 4 cân thì nó sẽ cho ra là 61 serving, và mỗi serving thì là 600g bột. Thì một serving này ấy, nó sẽ cho ra 254 calo, chất béo là 1,4g, chất béo rất là ít. Thì trong đó chất béo hòa là 0,78g, rất là ít chất béo nhé. Thứ nhất. Cái thứ hai đó là tinh bột. Tinh bột thì nó là 38g tinh bột. Và tinh bột và cái lượng đường đến từ tinh bột là 4,9g, gọi là 5g đi. Không bổ sung thêm một tí đường ở ngoài nào như kiểu một số con mắt khác. Ví dụ như của con Megamask này ấy, thì nó sẽ bổ sung thêm một tí đường ở bên ngoài vào. Cái lượng chất xơ trong đây là 5,4g trên một serving, là rất là cao. Cái lượng đặc biệt là cái lượng protein trên một serving của nó là 20g protein trên một serving. Và con này nó sẽ bổ sung thêm một ít muối, và đặc biệt trong một serving nó sẽ có 2,9g creatine. Micronized là creatine là siêu nhỏ và dễ hấp thụ nhất. Con này có thêm creatine rất là tốt. Tiếp theo, đấy là trong 600g thôi nhé, không phải trong 360g giống như con Megamask này đâu. Trong 600g thôi. Thì tí nữa mình sẽ so sánh hai loại này với nhau. Tiếp theo, ở đây nó sẽ ghi là thành phần là 51% là tinh bột maltodextrin. Thì các bạn cũng đã biết là tinh bột này nó sẽ là những cái dạng bột kiểu màu trắng, và nó được thủy phân ra rồi, rất dễ hấp thụ vào trong cơ thể. Và cái tinh bột này nó sẽ có một ít vị ngọt. Cái thứ hai là whey protein concentrate. Cái thứ ba là inulin 7%, có nghĩa là cái lượng chất xơ đây nhé. Đây là lượng chất xơ không hòa tan, nó giúp cơ thể mình dễ tiêu hóa hơn này. Thứ tư là cái chất bột cacao này. Thứ năm là những cái tinh bột native Huasi mais, là những cái tinh bột ngô. Thì nó đã được chế biến và làm các kiểu rồi. Cái tiếp theo là 5% creatine micronized hay monohydrate. Và tiếp theo là những cái như kiểu là canxi casein này, và một ít whey isolate này. Con này là được làm ngọt, là chủ yếu là đường sucralose nhé. Nói chung là con này ấy, bạn nào mà không muốn quá nhiều calo, hay là không muốn làm thêm đường vào người, hay là sợ nóng trong, thì có thể dùng con này. Con này phải, nói chung là nó sẽ gần có bằng con mắt hút. Mắt hút thì bên mình đang hết, mình không có ở đây để mình so sánh. Và bây giờ thì mình sẽ so sánh với cả con Megamask. Thì mình sẽ so sánh về cái lượng calorie đầu tiên. Ví dụ nhé, trong con này là 65g thì nó sẽ cho 254 calo và 20g protein, 0g đường. Thì trong 65g của con Megamask này nó sẽ cho bao nhiêu nhá? Ở trong đây thì nó sẽ là 1352 calo cho 360g bột. 65g bột thì nó sẽ cho ra bao nhiêu? 1352 chia cho 360 nhân với cả 65. Cái lượng calo trong 65g bột của Megamask nó sẽ là 244.
thì con này 254, con này nó hơn về lượng calo này, hơn nhá. Tiếp theo là so đến cái lượng protein, thì mình tính xong con này nhé, con này là 73g protein trên 360g bột, thì mình sẽ lấy 73 chia cho 360 và nhân với 65, 73 chia 360 nhân với là 65, thì con này nó sẽ cho ra là 13,2g protein trên 600g bột, tức là cái lượng protein của con Hypermart này nó sẽ hơn hẳn con Megamart này, 7g protein trên 600g bột, con này nó hơn nhá. Và con này là không cung cấp đường, không có chứa đường từ bên ngoài, tức là đường trắng ấy. Bây giờ thì mình sẽ so sánh 360g bột của con Megamart, nó sẽ cho ra 73g protein, thì của con Hypermart này nó sẽ cho ra bao nhiêu gram protein trên 360g bột nhé. Nếu mà như này nhé thì nó sẽ cho ra 111g protein trên 360g bột. Cái giá tiền của con này nó cũng sẽ đắt hơn con này nó chất lượng hơn thì tất nhiên nó sẽ đắt hơn rồi. Và là anh em nào đang muốn xả cơ mà không muốn lên quá nhiều mỡ hay là không muốn làm quá nhiều calo thì nên dùng con Hypermart này. Thì ngoài những cái hộp to này ra thì còn có những cái sample nhỏ đây, thì mỗi một sample này là một vị và đó là một lần uống là 65g bột. Thì bây giờ thì mình sẽ thử cái vị vani của Hypermart này nhé. Cái này nó pha với rất nhiều nước, tầm 450ml nước cơ mà, rất là nhiều, có nghĩa là phải bằng tầm này. Cái này tương đương với cả một serving, cái này tương đương với cả một serving 65g nhé. Đây là một serving này. Đây thì bây giờ mình sẽ đổ nước trước đây. Mình nghĩ tầm này nước là vừa, xem cái vị nó như nào. Bột nó dưỡng rất là thơm, nó thơm giống mùi du ăn vị vani. Đây, nó sẽ ra màu này. Bây giờ mình sẽ đổ ra bát cho anh em xem nhé. Đây thì nó sẽ ra màu hơi ngà ngà vàng vàng này. Đấy. Không có bọt mấy, không có cặn mấy. Nó tan rất là nhanh. Anh em nhớ đổ nước trước. Đây. Đây bây giờ mình sẽ uống thử cho anh em. Cái này vẫn hơi ít nước. Cái này uống nhé. Uống nó thơm, cũng thơm. Vẫn phải pha lên trên đây một tí. Đây, nó sẽ đặc đặc này. Một sư vinh này nó sẽ đặc đặc này. Hơi ngọt một xíu. Vị vẫn là vị vani thôi. Nè, nó đặc lắm, đặc hơn mấy loại mát mình đã từng sử dụng. À, ngon. Thì một cái này cũng tương đương với một sô vinh. Và mình thì cũng bán cái sample này ở dưới phần mô tả luôn anh em nhé. Anh em có thể mua thử sample trước, hay sau đó rồi mới mua cái hộp to này cũng được. Uống thử đi. Thì một lần uống của con này nó sẽ là 65g, tương đương với cả 2 muỗng gạt ở trong đây, 2 muỗng gạt ở trong cái hộp này rồi nhá. Pha với khoảng tầm 400 đến 500ml nước hoặc sữa tươi không đường vào trong bình lắc. Thì các bạn có thể là sử dụng một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi sau tập, thông thường là 2 lần một ngày. Và có thể sử dụng thêm một nửa lần vào buổi tối trước khi đi ngủ nữa nếu mà các bạn muốn tăng cân nhanh hơn. Ở trong cái Hypermart này thì nó sẽ không ghi rõ ra các thành phần vitamin và mối khoáng giống như con Megamart nó sẽ ghi hết thông tin vitamin và mối khoáng vào rồi. Con này nó sẽ không ghi. Để mà chốt lại thì nếu mà đánh giá điểm ấy thì con Megamart được 8 điểm, con Hypermart này được tầm 8 đến 8 rưỡi thôi. Tại vì thứ nhất là nó đắt hơn, cái thứ hai là nó sẽ không ghi các thành phần vitamin và hóa chất ra. Để mà nói về cái lượng protein thì nó chắc chắn nó sẽ hơn. Và con này đặc điểm nó có hơn một cái là nó có thêm creatine. Thì cái gì nó có cái tác dụng và lợi ích riêng của nó thôi anh em ạ. Anh em nào mà đang muốn không lên quá nhiều cân thì và lên cơ nào thì có thể dùng con Hypermart. Nếu mà anh em nào muốn lên nhiều cân và muốn nạp thêm nhiều cái lại tinh bột vào nữa thì có thể dùng con Megamart. Và con Megamart này nó sẽ chi phí tiết kiệm hơn. Con Hypermart thì nó sẽ có thêm creatine anh em nhé. Anh em nào đang có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment xuống bên dưới thì mình sẽ trả lời tất cả những gì mình biết cho anh em. Những cái gì mình không biết thì mình sẽ nói không là không biết. Và những đơn hàng nào trên 1 triệu thì mình sẽ tặng thêm anh em cái bình lắc và làm cái thực đơn thiết kế dinh dưỡng
về tính toán protein và calo cho anh em. Anh em hãy cho mình xin một like và một subscribe để mình ra những video clip tiếp theo về các loại whey và mass hay là bất kỳ những thực phẩm bổ sung nào. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.